Xin chào các anh em của Cà Phê Nhân Phẩm. Như vậy là vào hôm qua mình đã cùng đưa ra cho anh em một số phương pháp để có thể khắc chế đám siêu công nghệ rồi đúng không ạ? Trong video lần này, hãy cùng mình tìm hiểu các phương án khắc chế một đội hình hiện đang nắm giữ tới 61% tỷ lệ lọt top 4, cùng với đó là độ phổ biến lên đến gần 5%. Đặc biệt hơn, tỷ lệ top 1 của đội hình này lên tới hơn 24%, cao nhất trong tất cả các đội hình meta hiện tại, theo đánh giá trên chuyên trang tactics.gg. Vâng, đó chính là đội hình 6 kiếm khách với Master Yi Bluetooth. Cùng đi vào nội dung chính ngay sau đây. Phương án khắc chế thứ nhất, sử dụng Teemo. Muốn khắc chế được Master Yi, đầu tiên chúng ta phải biết được nguồn sức mạnh của nó là gì. Về cơ bản, Master Yi trong đội hình kiếm khách thời không được tăng rất nhiều lượng tốc độ đánh lẫn khả năng gia tăng đòn đánh bổ sung. Kèm với đó là set đồ chuẩn thường thấy gồm áo choàng thủy ngân, giúp Yi miễn nhiễm khống chế trong vòng 10 giây đầu. Cuồng đao Winsu giúp chém nhanh hơn và đại bác liên thành, món đồ biến Master Yi trở thành Bluetooth, đứng chém từ xa và không thể bị chém hụt. Tuy nhiên, dù xa đi thế nào đi chăng nữa, Master Yi cũng cần phải đi bộ một chút mới có thể với xuống hàng dưới cùng của đối thủ để chém các mục tiêu chủ lực. Vậy nên phương án ở đây là sử dụng Teemo, buff đồ để cho con trồn này thả nấm liên tục để gây sát thương, đồng thời làm giảm lượng tốc độ di chuyển của Yi khi đạp chúng. Vốn dĩ cái áo choàng chỉ bảo hộ được cho Yi trong vòng 10 giây đầu mà thôi. Thế nên thời điểm mà Master Yi chém xong hàng trước của đội hình tiên phong phi hành gia thì cũng là lúc Teemo bắt đầu phát huy tác dụng. Với khả năng làm chậm lớn, Master Yi sẽ mất khá nhiều thời gian để lết trước khi đội xạ thủ của bạn tiễn nó lên bảng đếm số nhờ lượng sát thương tay lớn. Nhất là khi bản thân Master Yi cũng không có giáp thiên thần. Việc cần làm còn lại của bạn là bảo kê Teemo tốt trước pha xâm nhập của Z, và Lulu sẽ là bài toán giải quyết vấn đề này. Ngoài ra thì anh em cũng cần có một hàng trước đủ khỏe, điển hình là Kana, để hắn ta kịp hóa khổng lồ, câu thêm thời gian cho đội bạn combat. Phương án thứ hai, sử dụng Ekko. Không chỉ làm giảm tốc độ di chuyển, bạn cũng có thể làm giảm tốc độ đánh của Master Yi bằng cậu bé thời gian Ekko. Với khả năng giảm 50% tốc độ đánh trong vòng 7 giây, mỗi kẻ địch bị tác động bởi chiêu thức. Ekko được xem là quân bài khắc chế cực tốt các bộ cờ đánh tay nói chung cũng như Master Yi nói riêng. Tất nhiên để chơi Ekko thì anh em cũng phải nghĩ ngay tới bộ cờ siêu công nghệ rồi đúng không ạ? Tuy nhiên với bản chất là một quân cờ 5 vàng hoạt động độc lập, bạn có thể thêm vào cho Ekko ở bất cứ đội hình nào nếu lên được chess 9 hoặc dùng Thresh để kéo lên cũng khá là ổn áp. Do Thresh sẽ cung cấp thêm cho Ekko một lượng mana nhằm tung chiêu sớm hơn. Bộ cờ Master Yi Bluetooth cũng không có nhiều quân do sẽ dùng tiền để tập trung Hyperroll. Vậy nên dù là Ekko 1 với 5 lần tấn công, bạn cũng đã đủ khả năng để có thể tác động vào Master Yi rồi. Cách thứ 3, lốc Shen. Sai lầm của khá nhiều cờ thủ trong quá trình đối đầu với Master Yi Bluetooth này đó chính là việc họ bỏ qua Shen. Cơ bản thì đội hình này sống lâu và dai sức là do Shen đứng ở hàng trên cùng, bao bọc và che chắn cho Master Yi lẫn Yasuo nhờ vào kỹ năng bảo hộ linh hồn của hắn ta, giúp đồng minh đứng trong vùng ảnh hưởng né được 100% đòn đánh tay trong một khoảng thời gian. Shen càng trụ lâu bao nhiêu, Master Yi càng có thời gian gây sát thương bấy nhiêu. Việc Hyperroll cũng dễ khiến cho Shen được dát vàng, qua đó 5 giây bảo hộ linh hồn rất là lớn. Cách tốt nhất lúc này là hãy sử dụng phong kiếm, lốc Shen lên trời ngay khi bắt đầu combat. Như vậy thì Master Yi sẽ mất lớp phòng ngự hàng trước và đội của bạn có thể ngay lập tức áp sát cũng như gây nguy hiểm cho kiếm sư Huju. Tất nhiên không phải lúc nào điều này cũng thành công, bởi xem đáp đất xuống thì tác dụng bảo hộ của hắn ta vẫn còn nguyên đó. Thế nhưng ít nhất thì bạn có thêm cơ hội tác động vào chủ lực chính Master Yi trước khi hắn ta chém banh xác cả đội bạn. Cách thứ tư, KS cung gỗ. Đó là Master Yi Bluetooth thì tất nhiên món đồ không thể thiếu cho hắn ta chính là đại bác liên thành, kèm theo đó là một cái cuồng đao Wizu để kiếm sư chém nhanh hơn. Nghe sơ qua là anh em đã thấy cần tới 3 cái cung gỗ rồi đúng không ạ? Vâng, chính xác ở đây sẽ là món đồ quan trọng mà bất kỳ cờ thủ nào chơi Master Yi cũng cần nắm tới, bởi không có thì rất khó để anh chàng này giữ được vị trí do là một vị tướng cận chiến. Nắm được yếu tố này thì anh em chỉ cần check xem nhà ông nào đã chơi Master Yi, xem thử có cung gỗ hay chưa. Nếu chưa thì hãy KS trong các vòng đi chợ, và đảm bảo là nếu không có đồ chuẩn Master Yi sẽ phải lết bộ lên chém hoặc chém rất chậm trong giao tranh. Đó là chưa kể hắn ta phải đối đầu với các mục tiêu có khả năng né tránh do có trang bị găng đấu tập nữa. Khá dễ dàng không ạ? Cách thứ 5, Cash Master Yi. Ông bà ta xưa xưa có câu trong 36 kế thì cướp cờ là thượng sách. Rõ ràng là số lượng tướng 3 tiền trong trò chơi sẽ có hạn và Master Yi cũng vậy. Chỉ cần làm giảm quá trình lên 3 sao của Master Yi càng lâu càng tốt thì chắc chắn sức mạnh của hắn ta nói riêng cũng như bộ cờ nói chung sẽ bị giảm đi khá nhiều. Bởi các chỉ số của cơ quân cờ giữa 2 sao và 3 sao có sự khác biệt khá lớn. Không chỉ Master Yi, hãy liên tục check các nhà chơi cờ này xem thử họ đang còn thiếu con gì. Bởi vì lối Hyperon ở tầm chess 6 đến 7 thì rất có khả năng Z, Yasuo lẫn Shen đều lên được 3 sao. Lấy nhẹ đi vài con của chúng mà không làm ảnh hưởng đến kinh tế của bạn cũng khá là ok là phải không anh em? Và vừa rồi là top 5 cách cơ bản để khắc chế đội hình Master Yi Bluetooth, một trong những đội hình đang có tỷ lệ thắng rất cao hiện nay. Đừng quá lo lắng vì sang phiên bản tiếp theo, Master Yi và bè lũ kiếm khách sẽ bị giảm sức mạnh đi đôi chút, nên anh em cũng sẽ bớt khó chịu đi phần nào. Chi tiết sẽ có trong bài phân tích cập nhật mới được mình lên sóng vào ngày mai nha. Còn bây giờ thì đã đến lúc kết thúc video rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung lần sau.